Xin chào tất cả bà con. Thì sáng nay Văn Thanh lại đi quay một nền nữa ở khu dân cư ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì cái nền nó nằm kế cái căn nhà đó, là nó quay về hướng tây, hướng mặt trời lặn nha. Ở đây nền ở đây thì nó phân lô là năm nhân 18. Chủ đang gửi 1,5 tỷ, nhưng mà chủ chắc giá là 1,5 tỷ nha bà con, không bớt nha. Rồi cái này là Văn Thanh nói thật lòng là không bớt. Chủ nói 1,5 tỷ, nhưng mà chủ sẽ bán 1,5 tỷ của mình là đường số 4 nha. Đây cái nền này, nền mình là 5 nhân 18, đang chốt giá 1,5 tỷ nha. Ở đây thì bà con mình xây dựng là xây hết đất luôn, đã trừ lề rồi hết rồi. Đây như cái này đây, ta xây ra thẳng tới ngoài cái lề. Ở đây là như là lề, nó lề 3m 2m rưỡi vậy đây. Ở đây vô đây sướng cái ha, thì nó có lề rồi, khỏi trừ lộ giới chứ. Còn mình mua đất ở ngoài là phải trừ lộ giới 5m 7m 10m vậy đó. Nhưng nhà này ta xây à, xây cũng một tấm nha, xây một tấm với có cái ban công ở trên đó. Ở đây muốn xây 2 tấm 3 tấm đều xây được hết. Rồi, xây lửng luôn. Ở đây xây tự do nha bà con, xây cấp 4 cũng được. Ở đây thì được cái nó kế cái công viên nè. Đây, đi chút xíu nữa tới đây. Đây, sát bên cái công viên luôn. Đây. Buồn buồn tối ra đi đi bộ ha. Ra đi bộ rồi ngắm cảnh, tập thể dục thể thao. Tối tối mà đi cái chừng chiều chiều đi cái chừng chục vòng đây là ok nè. Đây cái công viên này. Rồi ra đây đi bộ rồi ngắm sen ha. Đây hoa sứ, công viên mình có được hoa sứ rồi, như cây nữ hoàng hay cái gì đó, cái bông vàng vàng đó. Đây rồi bà con mình về đây thì thích thì trồng thêm, đây đất còn trống, muốn trồng bông gì thì trồng nha. Đây còn công viên này, người ta trồng được như đây thôi. Rồi, Văn Thanh giới thiệu xong nha. Văn Thanh sẽ để lại số điện thoại Zalo, Viber. Số điện thoại của Văn Thanh là 078 666 8368. Đây là đất này đất chính chủ. Bà con mình muốn gặp chính chủ để thương lượng giá nữa ha, thì cứ gặp. Mà chủ thì nói với Văn Thanh vậy, còn bà con mình trả được nhiêu trả. Giá là giá thiệt tình của chủ nha. Ai có nền nào gửi thì cứ alo cho Văn Thanh. Văn Thanh xin chào nha bà con.